làm về đó đuổi nó về dưới nhà của nó à. Đuổi nó đi nha. Không. Không. Bây giờ nói được nhiều không? Ớ hổng luôn á. Hôm bữa mẹ về với anh Đạt về đó, rồi anh Đạt anh quay mấy cái phim mấy cái hình là chú cha nhìn thấy ổng gì mà phá, gì mà phá. À. Cha ơi. Ủa mà dì ba đi là sáng hả, đi hồi nào? Chừng nào chôn? Mai mới chôn. Lớn tuổi rồi. Đương nhiên rồi, đâu có được, tị lắm à. Cái chỗ đó không có nên đâu. Vậy tôi có đi ra ngoài anh kịp thăm em bé không? Chà, giờ nhóc của ổng chắc đã lắm hả? Ui, sao vậy?